Xin kính chào các bạn. Việc lựa chọn một máy bơm đúng, một máy bơm chất lượng mang lại cái giá trị vận hành lâu dài. Thì trước mắt các bạn thấy đây là một cái máy bơm trên 200, mình sử dụng chất liệu bằng inox 304. Thì có ống hút, ống xả là 200. Hiện tại mình đang test. Thì các bạn quan sát cái lưu lượng nước nó phóng ra rất là mạnh. Mình đang kết nối với cái motor là 10 HP. Đây, các bạn quan sát cái lưu lượng nước. Đặt ống nha các bạn, nước ra rất là mạnh, nó phúng rất là nhanh. Thì cái con này có thể đẩy xa 500m, cột áp 10m. Thì hiện nay rất là nhiều farm đang đánh giá những máy bơm mình rất là hiệu quả và đem về vận hành cho farm, cấp nước cho farm. Thực sự doanh số mình bán ra những cái con này thực sự rất là lớn. Và tiếp theo mình sẽ test cái máy bơm lớp B 168 cho các bạn xem, để các bạn so sánh cái lưu lượng nước từ cái con máy bơm lớp B 200 nha các bạn. Thì mình cũng kết nối với một cái motor là 7.5 HP. Đây các bạn xem cái lưu lượng nước đó, nó phóng ra rất là nhanh và thậm chí rất là lưu lượng rất là lớn. Thì hiện tại đang kết nối với con 7.5 HP thì nó cho lưu lượng nước từ 200 m³ nước trên giờ. Cái lượng nước rất là phúng, hút rất là nhanh nha các bạn. Thì bên mình là chuyên sản xuất máy bơm nước. Mình có rất là nhiều loại bơm, bơm trên từ 200, 168, 140 và 114. Thì sẽ cung ứng đầy đủ tất cả những cái chức năng mà các bạn yêu cầu. Rồi các bạn quan sát cái lưu lượng nước nè, bên mình test nè, thực sự rất là mạnh và rất là nhanh. Thì nó đáp ứng được cái nhu cầu bơm nước và thoát nước hoặc là cấp nước và ao nuôi cho cái farm, thực sự rất là hiệu quả.